biệt quân sự. Tôi làm rõ một số vấn đề về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ đại hội 13 và có liên hệ với công tác cán bộ của tỉnh ủy và đảng ủy quân sự tỉnh. Thưa các đồng chí, nhận thức mới trong văn kiện đại hội 13 của đảng không phải là sự chủ quan duy ý chí hay đơn giản chỉ là việc bổ sung câu từ cho đầy đủ văn tự chữ nghĩa, mà đây là những việc đảng ta đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục phải làm. Việc bổ sung vào văn kiện để nâng tầm nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phấn đấu đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn. Chúng ta đi vào phần thứ nhất. Thưa các đồng chí, đảng ta bổ sung nội dung xây dựng đảng về cán bộ có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tế. Nói về lý luận, như chúng ta đã biết, thu hút và trọng dụng nhân tài đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Văn miếu quốc tử giám còn lưu: hiện tại là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Hoàng đế Quang Trung thì khẳng dặn hậu thế: dựng nước lấy biện học làm đầu, muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc. Còn Lenin, người thầy người lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới, Lenin luôn quan tâm sâu sắc đến vấn đề cán bộ và công tác cán bộ. Người coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng đảng, mà thậm chí còn coi đây là công tác to lớn vĩ đại. Lenin nói: nhiệm vụ tổ chức của chúng ta chính là tìm ra những nhà lãnh đạo, những nhà tổ chức trong quần chúng nhân dân. Công tác to lớn vĩ đại ấy ngày nay trở nên cấp thiết, đặc biệt là người trực tiếp sáng lập giáo dục lãnh đạo rèn luyện đảng ta thì hơn ai hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh biết rất rõ vị trí vai trò của cán bộ. Người nói cán bộ là cái gốc của mọi công việc và khẳng định muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Còn bác thì bác dựa vào dân để bác lựa chọn cán bộ. Trên báo Trung Quốc ngày 20 tháng 11 năm 1946, bác viết: trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu những người có tài có đức, e về chính phủ nghe không đến thấy không khóc. Các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức có thể làm được những việc tích nước lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết để bắt trọng dụng. Bắt lựa chọn cán bộ đặt rất cao tiêu chuẩn cả đức lẫn tài, mà đạo đức là hàng đầu. Bác nói: trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc, người có bốn đức cần kiệm liêm chính trí công vô tư, thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Và thế người có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Cho nên lựa chọn cán bộ xong, bắt rèn luyện cán bộ như giả gạo. Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông, gian nan vất vả. Tuy nhiên bác cũng căn dặn chúng ta rèn luyện cán bộ thì như giả gạo, nhưng tuyệt đối cất nhắc cán bộ không nên làm như giả gạo, nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ, khi cất nhắc họ không giúp đỡ họ, đến khi họ sai lầm thì đẩy họ xuống, giờ lúc họ làm cả lại cất nhắc lên. Một cán bộ mà bị nhấc lên thả xuống 3 lần như thế thì không cả đời. Tôi ôm lại tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ nhiều như thế, bởi vì những chỉ dẫn của bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cho nên trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của bác đã tìm chọn mà tôi gọi là chiêu mộ một đội ngũ nhân tài kiệt xuất quân gian lịch sử. Những tên chữ lớn: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, Trần Đại Nghĩa, vân vân, nhiều con nghệ sĩ đã cùng bác mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại mà nước Việt Nam từ chống máu lửa rũ bùn đứng dậy sáng ngò. Tôi mượn câu thơ của Nhạc Lâm Nguyễn Đình Thi thì khái quát như vậy, đó là nói về lý luận. Thưa các chị, còn nói về thực tiễn thì có thể nói công tác cán bộ trong nhiệm kỳ đại hội 12 đã có rất nhiều đột phá và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, từ việc nghiên cứu thực tiễn, xây dựng chiến lược, coi trọng đổi mới quy trình tuyển dụng bổ nhiệm luân chuyển cán bộ, cho đến quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm trong công tác cán bộ. Thưa các đồng chí, 91 năm qua đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhưng chưa bao giờ là dành nhiều thời gian tâm huyết và ban hành nhiều văn bản như nhiệm kỳ đại hội 12. Nhiệm kỳ qua
Đảng ta ban hành rất nhiều nghị quyết quy định về công tác cán bộ. Đây là những văn bản có hiệu lực rất cao của Đảng để điều chỉnh công tác cán bộ, cùng với hàng trăm văn bản ở nhiều thể loại khác như là chỉ thị, thông báo, kết luận, quy chế, quy trình, chương trình, kế hoạch, v.v. Có thể nói, Đảng ta đã từng bước thể chế hóa công tác cán bộ. Tôi điểm lại một số đột phá. Thông báo số 13 ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ban Bí thư thì đã chấm dứt được tình trạng sửa tuổi chạy tuổi của một số cán bộ diễn ra từ nhiều năm trước đây. Quy định số 102 thì đã khắc phục đáng kể những biểu hiện tư duy nhiệm kỳ của một số cán bộ lãnh đạo hay là quan niệm hạ cánh an toàn khi về hưu. Nhất là quy định số 98 có tác động to lớn, có sức lan tỏa nhanh mạnh trong toàn đảng và toàn xã hội, đã khắc phục được những tồn tại hạn chế bất cập trong công tác luân chuyển cán bộ. Cùng với quy định số 205 thì đã từng bước kiềm chế được tình trạng chạy chức chạy quyền hay những biểu hiện tiếp tay cho chạy chức chạy quyền. Quy định số 214 là cơ sở để đánh giá cán bộ khách quan hơn, chính xác hơn. Cùng với quy định số 8 tăng cường vai trò địa phương theo phương châm chính phủ càng cao càng phải gương mẫu. Đặc biệt trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng, chỉ thị 30 năm ra đời, ta gọi là quy trình 5 bước trong lựa chọn nhân sự đại hội, đã giúp chúng ta chọn được những cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ uy tín, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những chủ trương biện pháp đúng chúng kịp thời như vậy đã mang lại hiệu quả to lớn, cho nên về kết quả nhiệm kỳ Trung ương khai quát, về tổng thể, đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, rất phấn khởi thưa các đồng chí. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, từ khi đảng ta tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, và nhất là từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhóm lên cái lò chống tham nhũng với quyết tâm chính trị rất cao, thì đã xuất hiện những câu chuyện không vui. Một người từng là ủy viên Bộ Chính trị nhưng giờ đây đã phải chịu trách nhiệm hình sự với hàng loạt các vụ án sai phạm nghiêm trọng về kinh tế liên tục phải nhận án tù. Nhiều người từng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố lớn, lãnh đạo bộ ngành lại sai phạm trong quản lý sử dụng tài nguyên đất đai công sản gây thất thoát lớn. Một tướng lĩnh công an đã từng làm tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát lại tiếp tay bảo kê cho tội phạm công nghệ cao. Những ngày vừa qua, Thủ tướng cũng ký quyết định kỷ luật cách chức hàng loạt các tướng lĩnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của lực lượng cảnh sát biển do sai phạm trong sử dụng kinh phí. Rồi những chuyện về bổ nhiệm tuyển dụng thiếu tiêu chuẩn, ưu tiên người nhà, người thân, họ hàng, cánh hậu nhân dân. Để rồi xuất hiện trên mặt báo và các phương tiện thông tin đại chúng những từ ngữ châm biếm, đúng quy trình cũng không đúng người, bổ nhiệm thần tốc cả nhà làm quan, cả họ làm quan, đất đỡ không trong sáng, vân vân, hay cái gọi là tư lệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần phê phán nhất hậu vệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồng tệ, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. Thưa các đồng chí, thực tế khi tiến hành rà soát hơn 2 triệu trường hợp điều động bổ nhiệm luân chuyển thì đã phát hiện ra gần 55.700 trường hợp thiếu điều kiện tiêu chuẩn và hơn 2.800 trường hợp sai quy trình thủ tục. Mà vừa qua, Đảng ta đã kiên quyết xử lý và thu hồi nhiều quyết định sai phạm về công tác cán bộ. Những câu chuyện như thế, tuy là tỷ lệ nhỏ so với tổng số cán bộ và đảng viên của chúng ta, nhưng ít nhiều nó đã làm ảnh hưởng đến uy tín và công danh của Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ của chúng ta. Và đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ cho các thế lực thù địch quy chụp, xuyên tạc công tác, xuyên tạc về thành quả công tác xây dựng đảng của chúng ta. Trong khi nhiệm kỳ đại hội 13 này, Đảng ta quyết tâm củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, thì hơn lúc nào hết, hơn bao giờ hết, Đảng ta phải thanh hóa sòng phẳng với những tồn tại tiêu cực như thế này. Mà chắc chắn tới đây Đảng ta sẽ kiên quyết xử lý, và xử lý với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ cá nhân không trong sáng nào. Thưa các đồng chí, chúng ta cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc và tin tưởng vào quyết tâm của Đảng ta. Việc bổ sung
nội dung xây dựng đảng về cán bộ cho thấy Đại hội 13 không những đã thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy được truyền thống quý báu của dân tộc mà còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và đặc biệt là đã đáp ứng được sự mong đợi, sự kỳ vọng của đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Cho nên là chúng ta có thể khẳng định việc bổ sung nội dung xây dựng đảng về cán bộ là sự sáng suốt phù hợp của đảng ta. Chúng ta sang phần thứ hai. Thưa các đồng chí, còn nói về nội dung xây dựng đảng về cán bộ trong văn kiện Đại hội 13 của đảng thì trước tiên chúng ta nói về nội dung xây dựng đảng về cán bộ được thể hiện trong bài học kinh nghiệm về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Như đã nói ở trên, trong năm bài học kinh nghiệm thì ngay bài học đầu tiên, bài học về xây dựng và chỉnh đốn đảng, Đại hội 13 đã khẳng định công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Như vậy là nếu như Đại hội 12 đảng ta đã bổ sung nội dung xây dựng đảng về đạo đức thì Đại hội 13 tiếp tục bổ sung nội dung xây dựng đảng về cán bộ. Tôi muốn nói đến sự quyết tâm quyết liệt của đảng ta khi đưa nghị quyết Đại hội 12 ở nhiệm kỳ vừa rồi đi vào cuộc sống. Tức là ngay sau khi Đại hội 12 bổ sung nội dung xây dựng đảng về đạo đức thì đã nâng tầm nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 để ban hành nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tập trung nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, ban hành quy định số 55 để chấn chỉnh những thoái hóa biến chất biến tướng trong hoạt động của một bộ phận cán bộ đảng viên, đặc biệt là đã nâng tầm chỉ thị 03 để ban hành chỉ thị 05 để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xác định học tập và làm theo Bác với nội dung toàn diện hơn, sâu sắc hơn, phạm vi triển khai rộng lớn hơn, thời gian thường xuyên và lâu dài hơn. Trở lại với bài học kinh nghiệm về xây dựng và chỉnh đốn đảng thì ngoài việc đảng ta bổ sung nội dung xây dựng đảng về cán bộ, còn xác định vị trí của công tác cán bộ và đặt ra mục tiêu yêu cầu hiện nay. Nói về vị trí của công tác cán bộ thì Đại hội 13 khẳng định công tác cán bộ đã thực sự là then chốt của then chốt. Thưa các đồng chí, thực tế cho thấy rằng nếu như chúng ta lựa chọn bổ nhiệm sử dụng đúng cán bộ có đức có tài thì đây là một trong những nhân tố quyết định đến thành công trong mọi công việc. Mà ngược lại, nếu như chúng ta lựa chọn bổ nhiệm sử dụng nhầm cán bộ, tức là chọn phải cán bộ tài hèn đức mọng cơ hội phụ lợi thì công việc không những không suôn, nhiệm vụ không thành mà thậm chí còn là một hiểm họa, nhất là để những cán bộ thoái hóa biến chất, chui càng sâu leo càng cao thì tai họa càng lớn. Cho nên mục tiêu yêu cầu đặt ra là phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, và đòi hỏi cán bộ đảng viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương. Thưa các đồng chí, còn nói về giải pháp trong công tác cán bộ thì Đại hội 13 đã xác định sẽ thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp. Trong thời lượng còn lại, tôi xin nêu một số giải pháp gọi là nổi bật nhất, hứa hẹn sẽ đột phá trong nhiệm kỳ. Thì trước tiên, chúng ta sẽ đổi mới mạnh mẽ cơ chế phát hiện, lựa chọn, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thì tới đây, đảng ta sẽ mở rộng thi tuyển hoặc là người đứng đầu lựa chọn và chịu trách nhiệm. Thưa các đồng chí, riêng ở Hậu Giang chúng ta, thì một số sở ngành cũng đã có kế hoạch tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ công chức. Cùng với kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra giám sát, chống chạy chức chạy quyền, khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác cán bộ, mà nhất là những hiện tượng bổ nhiệm thần tốc, nâng đỡ không trong sáng, và kiên quyết không để các thành phần thuộc tứ hệ chi phối công tác cán bộ. Chúng ta thực hiện cho bằng được tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm. Công việc này, nếu như chúng ta làm thành công thì đây là một bước tiến lớn cho công tác cán bộ. Còn đánh giá cán bộ, chúng ta coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả, sản phẩm thực tế theo từng chức trách nhiệm vụ được giao. Thưa các đồng chí, phát biểu tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết Đại hội 13 của đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo sẽ kiên quyết chấn chỉnh
đấu tranh loại trừ những tư tưởng bàn lùi, làm việc cầm chừng, phòng thủ che chắn, giữ an toàn cho một bộ phận cán bộ công chức. Và trong nhiệm kỳ này, chúng ta sẽ có cơ chế khuyến khích bảo vệ những cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn thử thách, quyết định hành động vì lợi ích chung. Thưa các đồng chí, mới đây ngày 22 tháng 9, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Theo đó, Đảng ta khuyến khích những cán bộ có tư duy sáng tạo, có cách làm đột phá, tháo gỡ giải quyết những điểm nghẽn nút thắt trong cơ chế chính sách. Trong nhiệm kỳ, chúng ta sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo động lực cho cán bộ phấn đấu toàn tâm toàn ý với công việc. Và đồng thời, chúng ta sẽ xử lý nghiêm, xử lý đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật nhà nước và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ vi phạm, kể cả họ, kể cả họ đang chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Thưa các đồng chí, thông điệp từ người đứng đầu đảng trong cuộc họp thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng giữa tháng 3 vừa rồi, đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, khẳng định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tới đây sẽ triển khai với quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt hơn, kiên trì bền bỉ, không ngừng không nghỉ, không có chờ chiều, thậm chí sẽ mở rộng phạm vi gọi là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, bổ sung yếu tố tiêu cực, bổ sung các đối tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Thì đây là tiếng chuông cảnh báo, cảnh tỉnh cho những cán bộ thoái hóa biến chất, cơ hội vụ lợi. Thưa các đồng chí, từ những giải pháp đồng bộ nêu trên cùng với quyết tâm xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đã được nêu ra và khẳng định tại hội nghị trung ương 4 khóa 13 vào đầu tháng này, hứa hẹn chúng ta sẽ có một nhiệm kỳ với nhiều đột phá và đạt được thêm nhiều kết quả quan trọng trong công tác cán bộ. Còn công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang chúng ta, theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, tỉnh ủy tập trung sẽ đột phá vào xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Tỉnh ủy đã giao cho ban tổ chức khẩn trương tham mưu xây dựng nhiều đề án quan trọng như là đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đề án tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ, đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và đặc biệt là bộ tiêu chí đánh giá cán bộ công chức. Thưa các đồng chí, theo đó thì Đảng ủy quân sự tỉnh cũng đã xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan làm nòng cốt trong lực lượng vũ trang tỉnh, trọng tâm đi vào phát huy năng lực, sở trường, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thực hiện chặt chẽ công tác nhận xét đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và bổ nhiệm cán bộ. Với những biện pháp và giải pháp thiết thực như vậy, rất kỳ vọng đội ngũ cán bộ của chúng ta sẽ có phẩm chất tốt, năng lực giỏi, uy tín cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa các đồng chí, qua thời gian trao đổi, chúng ta thấy rất rõ sự sáng suốt phù hợp của Đảng ta khi bổ sung nội dung xây dựng Đảng về cán bộ. Những giải pháp trong công tác cán bộ ở nhiệm kỳ đại hội 13 toàn diện, đồng bộ và hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá. Theo đó, công tác cán bộ của tỉnh ủy và Đảng ủy quân sự tỉnh cũng được chú trọng và tăng cường. Với quyết tâm chính trị như vậy, rất mong các đồng chí là cán bộ công chức nói chung, cán bộ đảng viên, sĩ quan của lực lượng vũ trang chúng ta nói riêng, chúng ta giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ gìn lối sống trong sạch lành mạnh, ra sức học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề, chấp hành nghiêm điều lệ đảng, pháp luật nhà nước, những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Riêng các đồng chí là đảng viên, là quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ đoàn thể, chúng ta đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, giúp các ủy các cấp lựa chọn và đánh giá đúng cán bộ. Chúng ta cùng nhau chung tay góp sức xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín,
làm nòng cốt cho tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay. Xây dựng quê hương và con người Hậu Giang đoàn kết nghĩa tình, thủy chung, năng động, đạt được thêm nhiều thành tựu mới. Thưa các đồng chí, nội dung của tôi đến đây là hết. Trân trọng cảm ơn các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Kính chúc và quý lãnh đạo, ban giám đạo và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Các thí sinh hoan hoa vừa hoàn thành xong phần người thi chương trình của mình. Bây giờ xin mời thí sinh sẽ cùng lắng nghe câu hỏi từ giám khảo. Xin mời giám khảo. Kính thưa ban giám khảo, em xin trả lời câu hỏi. Là đảng viên, là sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam thì bản thân rất phấn khởi và háo hức mong chờ mỗi kỳ đại hội đảng diễn ra, thì đặc biệt là quan tâm đến những văn kiện đại hội, và chính vì đây là kết tinh của sản phẩm của trí tuệ, niềm tin và khát vọng. Và hơn nữa năm nay thì bản thân tôi cũng đã nghiên cứu, và trong thời gian nửa năm thì chắc chắn là sẽ không có sâu hết các vấn đề. Đối với vấn đề của ban giám khảo đặt ra thì bản thân nhận định là cái quy hoạch là có điều kiện tiêu chuẩn rất thuận lợi cho lực lượng vũ trang tỉnh, tại vì công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đã có khung từ trên quân ủy trung ương cho đến xuống dưới là có khung quy định rất chặt chẽ. Công tác cán bộ ở ngoài thì tôi cũng chưa có rõ hơn, nhưng mà riêng của đảng ủy quân sự tỉnh là rất quan tâm. Trong nửa năm nay thì cũng đã quan tâm đến quan điểm của đảng là phải có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm với chức vụ, không phải chỉ có cán bộ cao cấp, cấp chiến lược, mà kể cả cấp nhỏ cũng phải đặt người ta đúng tầm vị trí của mình. Xin được nhắc lại, xin rõ câu hỏi đã làm được tại sao, tức là những điều kiện chỉ chiến lược mà thôi, những điều kiện thì phẩm chất nào của cán bộ cao cấp cấp lãnh đạo, nhưng nó lúc qua cái gì có đó thì các bạn làm gì cũng thôi. Thật ra nói gọn lại thì có một cái thứ nhất là phẩm chất. Phẩm chất trước tiên là phải đề cao cái phẩm chất chính trị, tư tưởng, trong đó có bảo vệ chính trị nội bộ thì người ta sẽ về cái lý lịch, và cái đặc biệt là trong cái phát ngôn hay là phải làm theo nghị quyết tư tưởng đã, không thể là phát ngôn hay là ngoài cái quan điểm của đảng. Còn năng lực đặc biệt chú trọng vào cái kỹ năng tay nghề, và hiện nay là có cái khung tiêu chí là kể cả bằng cấp và một số cái ví dụ như là cái tiêu chuẩn cộng theo như là bằng ngoại ngữ, bằng tinh học để đáp ứng được cái yêu cầu của công nghệ trong cái tình hình mới. Và uy tín, cái uy tín là cái quan trọng nhất trong cái quy hoạch đào tạo. Cái uy tín để có được một cán bộ làm được việc và chỉ huy được cán bộ chiến sĩ thuộc quyền thì đòi hỏi uy tín rất cao.
cái uy tín là đặc biệt quan trọng. Thì theo em là có ba cái yêu cầu lớn nhất là phẩm chất, năng lực, uy tín. Và đối với thưa ban giám khảo thì quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội 13 cũng như là đại hội đảng các cấp, nhất là đại hội đảng bộ tỉnh thành 14 và đại hội đảng bộ liên khu, thì đảng ủy quân sự tỉnh cũng đã xác định tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ làm nòng cốt cho lực lượng vũ trang tỉnh, thì đặc biệt trọng tâm vào phát huy năng lực, sở trường, trách nhiệm và đánh giá cán bộ công chức, coi trọng đánh giá, khắc phục cho bằng được tình trạng đánh giá công chức, đánh giá cán bộ sĩ quan tình trạng đánh giá một cách là nể nang hay va chạm. Thì chính vì mà xác định đánh giá đúng cán bộ thì sẽ là cơ sở tốt hơn cho công tác điều động nguyên vật và bổ nhiệm cán bộ. Ban giám khảo thì đối với bản thân tôi thì để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì cái điều tôi tâm niệm đầu tiên là tôi tin được vào sự lãnh đạo của đảng, vào các cấp ủy đảng, nhất là chi bộ, tin tưởng sự lãnh đạo và đặc biệt là tôi đọc cái trung thành với tổ quốc, với nhà đảng, với nhân dân và chế độ xã hội. Tại vì quân nhân chúng tôi cái sự niềm tin và trung thành và đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là tôi sẽ rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững cái phẩm chất hình ảnh bộ đội cụ Hồ, nhất là trong cái tình hình hiện nay là bộ đội và dân là có mối quan hệ thường xuyên gắn bó, thì tôi phải giữ vững. Và đặc biệt là tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu cái nghị quyết đại hội 13 và nghị quyết đại hội đảng các cấp để góp phần tiên triển đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, và nhất là sẽ hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo, cho chỉ ban chỉ đạo 35 của đảng và lực lượng quốc gia của quân đội sẽ đấu tranh với các thế lực thù địch, nhất là các luận điệu xuyên tạc chống phá. Cảm ơn.